Ba con giáp đón vận may trong tháng 6 và tháng 7 dương lịch, tiền bạc đầy két, tiêu ba đời không hết. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn mình có được một cuộc sống giàu sang, phú quý, đủ đầy sung túc. Và điều đó không chỉ quyết định bởi là số tử vi của mỗi người, mà còn thể hiện qua vận may trong từng giai đoạn. Vận may trong thời gian sẽ thay đổi hoặc sẽ không ngừng biến hóa. Sau khi vận may có sự thay đổi, cuộc sống của mỗi người cũng sẽ vì thế mà chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Nếu biết nắm bắt cơ hội, rất dễ thành công, vươn tới đỉnh cao của sự vinh hoa, phú quý, được nhiều người mến mộ. Tử vi học năm 2021 dự báo trong tháng 6, tháng 7 dương lịch sắp tới, vận số của ba con giáp này thay đổi đến bất ngờ. May mắn cứ liên tiếp kéo đến xếp hàng trước cửa, giàu sang nứt vách. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp nào và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không, và có những vận may nào có thể đến với các con giáp này trong thời điểm 2 tháng sắp tới. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Mão. Chúc mừng, tuổi Mão là con giáp đầu tiên có tên trong danh sách của thần tài. Tuổi Mão đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc, nên họ sẽ được cấp trên tin tưởng và yêu mến trong khoảng thời gian 2 tháng tới đây. Mệnh chủ tuổi Mão sẽ vô cùng may mắn trong công việc và tình duyên. Sau cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, sau những thăng trầm, tuổi Mão sẽ phú quý phát tài, tình tiền viên mãn. Theo tử vi thời điểm 2 tháng, tháng 6, tháng 7 tới đây, con giáp tuổi Mão sẽ gặp một số thử thách bất ngờ. Tuy nhiên, tuổi Mão vẫn vượt qua, đạt được nhiều thành tựu đáng mong đợi. Công việc của mệnh chủ tuổi Mão phụ trách đều mang lại nhiều thành quả tốt, cấp trên cũng có cái nhìn đầy ấn tượng về khả năng của bản mệnh. Nói chung, trong thời điểm này, tuổi Mão tình tiền viên mãn, không gặp quá nhiều khó khăn. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh thăng tiến không ngừng. Tuổi Mão lại được thiên tài trợ mệnh, tiền bạc đủ để tiêu xài không hết. Có điều, cơ hội mà thần tài ban cho bản mệnh không ít, chỉ cần tuổi Mão chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có để gây dựng sự nghiệp cũng như tài vận. Quý nhân có thể chính là một trong số những người xung quanh bản mệnh, vì thế đừng quên tự giữ mối liên hệ xã giao. Vận trình tử vi chi tiết của từng tháng tuổi Mão sẽ diễn ra như sau. Tử vi tháng 6 dương lịch của mệnh chủ tuổi Mão cho vận thế trong tháng của bản mệnh khá ổn định. Cả sự nghiệp và tài lộc đều có những bước tăng tiến tích cực. Bản mệnh đã cố gắng hết sức mình trong khoảng thời gian vừa qua. Thậm chí có cơ hội thăng chức, tăng lương. Chuyện kiếm tiền của người làm ăn kinh doanh cũng khá thuận lợi trong thời điểm này. Người làm đầu tư có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem lại khoản tiền lãi triển vọng. Vì vậy, điều quan trọng nhất trong tháng này là bản mệnh phải nhớ là phải nắm chắc cơ hội, nếu không sẽ bỏ qua thời cơ tốt. Tử vi tháng 7 dương lịch, sự nghiệp của tuổi Mão trong tháng 7 rất tốt. Bản mệnh được quý nhân giúp sức nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, khả năng thăng tiến cũng khá tốt. Ban đầu, có thể bản mệnh sẽ gặp phải khó khăn và rắc rối trong công việc. song quý nhân chỉ lối dẫn đường, mọi rắc rối đều được giải quyết ổn thỏa. Về phương diện tình cảm, tuổi Mão cũng vô cùng yên tâm khi gia đình là chỗ dựa lớn nhất. Trong khi đó, người độc thân cũng có cơ hội tìm kiếm được nửa kia ưng ý cho mình. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mão hãy luôn mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn, hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Phòng còn giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Mão. Thứ hai là tuổi Tuất. Con giáp may mắn thứ hai nhận lộc trời ban trong tháng 6, tháng 7 dương lịch chính là tuổi Tuất. Trời sinh những người tuổi Tuất có tinh thần thép, dù gặp bao nhiêu khó khăn thất bại cũng sẽ không nhụt chí. Ngược lại, nhờ được tôi luyện trước khó khăn, thử thách nên con giáp bản lĩnh càng đắc tài, đắc lộc, kiếm được bội tiền, khiến ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, thời điểm 2 tháng 6, tháng 7 dương lịch tới đây sẽ bắt cạn túi thần tài, làm một hưởng 10, hầu bao rủng rỉnh, tiêu mãi không hết. Có thể nói năm Tân Sửu 2021 này, tuổi Tuất là một con giáp giàu có, ngập trong phú quý. Với những mệnh chủ đang làm đầu tư kinh doanh, đây sẽ là lúc công việc thăng hoa, tài vận vượng phát nhất. Nếu tuổi Tuất biết chủ động tìm kiếm cơ hội thị trường hoặc tìm được đối tác làm ăn phù hợp, thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn. Với những mệnh chủ làm công ăn lương, với sự cố gắng của mình, bản mệnh sẽ đề ra được những ý tưởng độc đáo, mang lại nhiều thành tựu đáng nể. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng với tuổi Tuất. Cho nên, bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này để làm việc, thể hiện khả năng của bản thân mình. Thời điểm này, dường như tuổi Tuất chẳng phải tốn công sức quá nhiều, tài lộc cứ theo đó mà đến với bản mệnh. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý thời điểm công việc, tài vận thuận lợi quá nhanh, có thể khiến bản thân sinh ra tự mãn. Hãy cẩn trọng trong lời nói của mình, biết thu lượm lại hành động của mình, tránh gặp phải họa khẩu thiệt, thị phi. Thời điểm này, bản mệnh có thể vẫn phải do dự, không dám quyết đoán vào công việc của mình nên cũng sẽ bỏ qua một số cơ hội đáng tiếc. Tuổi Tuất hãy nhớ rằng chỉ cần có niềm tin vào bản thân, nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cuộc thì chắc chắn cơ hội phát tài nằm trong tầm tay. Ngoài ra, bản mệnh cũng không nên dành thời gian để tiếp nối những cơ hội đã trôi qua mà nên tập trung vào hiện tại, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, lên kế hoạch rõ ràng, chứ không nên để bản thân rơi vào trạng thái bị động. Đôi khi những áp lực công việc sẽ khiến bản mệnh trở nên khó tính, mệt mỏi và tinh thần căng thẳng. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe. Bản mệnh nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm tin và cảm hứng cho mình. Có như thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để luyện tập thể dục, thể thao, tăng cường sức đề kháng và cũng đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân và gia đình. Vừa tăng tính đoàn kết, còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Sau đây sẽ là tử vi chi tiết của tuổi Tuất, thời điểm tháng 6, tháng 7 dương lịch. Tử vi tháng 6 dương lịch cho thấy, tháng này chính là thời điểm mà cả sự nghiệp và tình yêu của mệnh chủ tuổi Tuất đều có những đột phá khá lớn theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt là càng về cuối tháng thì càng có nhiều tin vui tới tấp bay về. Xét về công việc, mệnh chủ sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình trước thời hạn cho phép, khiến cho cấp trên cũng phải bất ngờ về những biểu hiện xuất sắc của bản mệnh. Những mệnh chủ làm trong lĩnh vực kinh doanh, marketing và bất động sản sẽ thấy doanh thu tăng vọt, mức thưởng cũng tăng gấp mấy lần so với bình thường tiền chất như núi trong nhà. Tuy nhiên, những lúc tài chính dư dả, bản mệnh nên học cách quản lý tiền bạc, chi tiêu theo kế hoạch. Nếu không, tài khí tụ rồi tán rất nhanh. Đường tình duyên tuổi Tốt lúc này cũng khá vượng. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp khi được bạn bè, người thân mai mối giới thiệu. Những mệnh chủ đã có đôi thì nên tiến hành một bước như về ra mắt, giao đình, bàn tính đến chuyện về chung một nhà. Tử vi tháng 7 dương lịch, vận trình tháng này có những sự khởi sắc đúng như mong muốn của bản mệnh, đặc biệt là ở sự nghiệp và tài lộc. Tháng này, mệnh chủ được các tinh chiếu đến ở cung công danh, mang đến cho quý nhân phù trợ, được dìu dắt và chỉ bảo tận tình. Có người biết tận dụng thời cơ còn có thể được thăng quan tiến chức ngay trong tháng. Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, nếu bản mệnh không biết nắm bắt thì nó sẽ thuộc về người khác. Ngoài ra, sức khỏe trong tháng này cũng khá ổn định. Bản mệnh không mắc bệnh gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, bệnh vặt khó tránh nên thường xuyên rèn luyện để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Tuất. Thứ ba, tuổi Thìn. Chúc mừng tuổi Thìn là con giáp may mắn cuối cùng trong 2 tháng tới. Trời sinh tuổi Thìn là con giáp có chí tiến thủ, ham học hỏi, không ngừng cố gắng, nên chẳng cần phải nhờ cậy. Chỉ với bản lĩnh này vẫn có tiền nhiều vô kể, công danh sản lạn, sự nghiệp hanh thông khiến ai nấy đều trầm trồ, thán phục. Theo tử vi, thời gian 2 tháng tới đây, tức là tháng 6, tháng 7 dương lịch, sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng, đầy sắc màu cho tuổi Tỵ. Theo tử vi, thời gian 2 tháng tới đây, tức tháng 6, tháng 7 dương lịch, sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng, đầy màu sắc cho tuổi Thìn. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau, nhưng chỗ cho tuổi Thìn tận hưởng vinh hoa, phú quý, tài vận khởi sắc, bất ngờ. Đây chính là thời điểm tốt lành để làm ăn kinh doanh, đầu tư khi có thần tài che chở. Tuổi Thìn sẽ gặp vô vàn những điều may mắn, hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo hết. Trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Thìn dễ dàng thăng quan, tiến chức, tăng lương, tăng bổng, cuộc sống cực kỳ an nhàn, viên mãn. Tuy nhiên, để có được thành công thì tuổi Thìn cũng phải trải qua quá trình vất vả, khó khăn, không hề nhỏ. Nhưng chú rồng cũng đừng quên rằng trong thời gian này vẫn còn điểm báo xung sát, bản mệnh cần phải lưu ý, không nên đắc tội với người khác, sẽ vướng phải họa khẩu thiệt, thị phi, thậm chí kiện cáo ra tòa án, rất dễ bị phá tài, hao lộc. Trong một số trường hợp đặc biệt, bản mệnh có thể bị thương tích trên người, nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay vật sắc nhọn gây ra. Ngoài ra, tại thời điểm này, bản mệnh nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, cũng tránh tới những nơi ẩm ướt, tối tăm, sát khí nhiều để không gặp chuyện chẳng lành. Tử vi chi tiết tuổi Thìn theo từng tháng như sau. Tử vi tháng 6 dương lịch cho thấy tình hình tài chính của mệnh chủ tuổi Thìn trong tháng có dấu hiệu tăng nhẹ, chủ yếu là nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh. Bản mệnh có thể phát tài bất ngờ hoặc giàu lên nhanh chóng nhờ những công việc tay trái của mình. Bản mệnh nên coi đây là động lực để bản thân mình tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đồng thời cũng không nên quá sa đà vào công việc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe trong tháng này xuống dốc lại là điều mà bản mệnh cần phải quan tâm và chú ý. Bản mệnh sẽ thường xuyên mắc phải những căn bệnh vặt, cho dù không nghiêm trọng nhưng lại dễ khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Bản mệnh nên chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống hợp lý để cải thiện sức khỏe. Tử vi tháng 7 dương lịch cho thấy kế hoạch trọng điểm của mệnh chủ tuổi Thìn trong tháng này chính là kiếm tiền, sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện cho phép bản mệnh lựa chọn. Bạn mệnh chỉ cần cân nhắc giữa mối đầu tư nào phù hợp với năng lực của mình và có khả năng phát triển trong tương lai hơn. Nếu cố gắng làm việc, đến cuối tháng bạn mệnh sẽ nhận được một khoản tiền lời hậu hĩnh. Ngoài ra, những mệnh chủ đang làm công ăn lương cũng nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy được điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều đó, bản mệnh sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo. Cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc tăng lương. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đặc biệt, vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Thìn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.